Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Duy để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai đây quý vị ơi. Để nè, đặt kẹo ở trên ha. Để sổ cũng có ha. Đít bự chảng luôn. Rồi, chào Duy. Rồi, chào anh Tuấn ha. Chào cô chú bác đam mê mai vàng trên toàn quốc. Nay em cũng có một số phôi mai dẻo hạt ha. Bông này em thấy trên vườn là rất là đẹp phải không chú anh chị? Bông 8-12 cánh không ha. Rồi số điện thoại giao lưu em là 0395418158, số lô em ha. Em ở Hòa Định, Trà Gạo, Tiền Giang nha. Hình thức em là bao ship toàn quốc ha. Em vô cây số 1. Rồi, chiều cao luôn. Cao tới cổ nhìn quý vị. 66, chiều cao 66. Cái hoành luôn. Hoành là 20 dư ha, tính 20 chú chị ơi. Rồi độ sổ là 3 tấc mốt ha. Cái nồi đế luôn. Rồi tổng nồi đế là 127. Rồi. Quá sao để sổ luôn thôi chú chị. Cây này rất là già ha. Cái vườn này là người ta báo là khoảng 5 năm phải không chú anh chị. Để sổ kính mít luôn ha. Đường kính bầu là 43 ha. Đó, tay cành đóng thì cũng đều bắp măng thôi chú chị. Rất lực cây ha. Tay cành đều hết trơn. Rồi, giá luôn như đẹp. Số 1 năm như luôn của chú anh chị em là 2,2 triệu ha. Rồi, 2,2 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 2 luôn. Mã số 2. Rồi, mã số 2 quý vị. Chiều cao là 57. Rồi. Quanh là 25 ha. Rồi. Đó, củ nở của chú anh chị. Nào thử ha. Củ là 37 ha của chú anh chị. Đây ha. Đó. Rồi, củ đế quý vị. Cây này là rất vàng của chú anh chị. Vỏ của nó là dày cui luôn ha. Rồi, giá luôn như đẹp. Mã số 2 như luôn kiểu 6 luôn chú anh chị. Rồi, 1,6 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, 1,3 triệu đổ luôn chú anh chị. Rồi. Mã số 3. Chiều bay là 41 ha. Quành là 20 chú anh chị. Rồi. Củ đế cũng rất đẹp ha. Đổ luôn chú anh chị. Vậy đó. Vậy là đẹp. Bông thì rất là đẹp, em thấy trên vườn rất đẹp, bông bự luôn chú anh chị. Để đặt kẹo ha. Mã số 3 này em luôn 500. Rồi, xuống cây luôn. Tục xuống 4 luôn. Rồi, mã số 4. 4 cái gì? Chiều cao là 40. Hoành là 20 hả chú anh chị? Rồi. Thì lũa này nó sắp nó hết luôn hả chú, lành hết ha. Nó chỉ còn cái dấu thôi chứ nó xe lại tới luôn rồi. Khép này. Rồi, giao luôn như đem. Mã số 4 giao luôn 350. Rồi, 350. Rồi. Rồi, mã số 5 này cũng một cây đổ bay được ha. Chiều quay nó là 41. Hoành là 19 của chú anh chị. Tại vì rễ nó chồm như trước mình trồng cây đổ cũng đẹp ha. Nè, đây là giữ ra. Để nó cắm hơn ha. Để nó cắm xuống nè, theo cái chiều nó, đổ à. Nó cuộn theo cái đường thân nè. Thì đổ như nãy là thấy hay ạ. Rồi mã 5 này em giao lưu 350. Rồi, xuống cây luôn ha. Rồi mã số tiếp theo luôn. Số 6 ha, số 6. Chật của chú anh chị. Chiều cao là 68 ha. Quành là 26 dư hơn chú anh chị. Rồi. Quành to chú anh chị. Tay cành lực luôn ha. Đế còn to lực luôn. Rồi, để đây. Rồi, giao luôn như đem. Mã 6 này em giao luôn 1,3 triệu chú anh chị. Rồi, 1,3 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 7. Cái số 7. Đó. Chiều cao là 60. Quành là 21 ha. Rồi, 21 quành. Để cái gì? Để kính mít luôn chú chị. Để sẽ đẹp luôn ha. Bên đây thì nó cũng bị dọp dọp dai, không sao luôn chú chị, trồng nó kéo rồi ha. Cái gì nữa, trồng sung ra cái đẩy nhựa đó nó bịt lại ha. Bịt lại. Rồi, cho luôn như đen. Quan trọng là cổ đế đẹp, rễ đẹp là được rồi cô chú anh chị. Thân cành thì gì mà chơi lại được ha. Tao dễ lắm. Rồi mã 7 em giao lưu 750 chú anh chị. Để cái vậy 750. Dạ, yêu thương quá xa luôn rồi. Rồi mã số 8. Rồi số 8 đây. Để em kim nó sơ sơ lên ha. Cái này hơi ngã chú anh chị. Đó, đứng tạm thời vậy đi.
chiều cao là 53, hoành là 23 ha. Có cũ nè, cũ tròn tròn dưới nè, cũ là 35 ha cô chú anh chị. Đó, tay cành lực. Đó, nách cũng bể bể ha, cây rất là dài ha cô chú anh chị, tay cành đều luôn, cũ đen cái ha. Rồi, cho luôn nhiêu em? Mã 8, 750 luôn cô chú anh chị. 750 luôn, rồi, xuống cây luôn. Chín luôn. Số 9. Cái chụp tay cành đều cô chú anh chị. Chiều cao là 45. Rồi, cái hoành luôn. Hoành là 19 ha cô chú anh chị. Rồi, 19 hoành, tay cành đều ha. Để dưới đây đây. Đó, nó này bự lên cái bích bầu. Nó cũng đều lắm chứ, tại ở đây nó nằm sâu ha. Nó không có làm, nó môi ra. Rồi, vô luôn nha em. Rồi, mã số 9 em vô luôn 350. 350. Rồi, lên xuống 10 luôn. Rồi, mã 10. Chiều cao là 52. Quanh là 22 dư. Rồi. 22 của chú anh chơi. Quá wow, trời ơi. Luôn. Bộ đế đặt kẹo luôn của chú anh chơi. Để nè. Ruộng nằm ở trong cộng to lực, nó nằm ở trong hết rồi ha. Ở ngoài nó chảy ra ha. Cũng rất là đặc. Rồi, vô luôn như đem. Má 10 đem vô luôn 900. Rồi, xuống cây. Để dậy 900. Xương luôn. Thôi, má 11. 11 luôn. Đó. Chiều cao là 46 ha. Hoành là 29 của chú anh chị. Rồi, hoành 29 ha. Hoành bự nè. Có cái củ dưới cũng bự nữa nè. Củ đặc ha. Rồi, cái củ ngay đây là 47 ha. Rồi, củ dữ ha. Có tạo cái đuôi luôn ha. Anh chị em mà chốt được cây này thì em kết bạn Zalo, em gửi cái bản demo em mới làm form cành rất là đẹp, cây này rất đẹp không chú anh chị. Đó, có đuôi cũng đánh rất là đẹp ha. Rồi, vô luôn như đem. Rồi, má 11 này em vô luôn 1,5 triệu của chú anh chị. Rồi, 1,5 triệu. 29 hoành ha. Rồi, xuống cây luôn. Má 12. 12. Chiều cao là 54. Hoành là 20 ha. Rồi. Cây này rất là già ha chú chị. Màu sắc rễ thì nó già quá chứ nó không sáng nổi ha. Đó già rồi. Rất là già cây. Rồi, vô luôn như em. Rồi má 12 như luôn 500. Rồi, xuống cây luôn. Lên 13 luôn. Má 13. Chiều cao là 51. Hoành là 20 có dư ha. Rồi. Đó. Gạch đế cũng đều ha, củ nở là của chú anh chị. Vậy ngắm nghía dán cành trước ha. Đó. Thế bonsai ha. Để luôn. Rồi. Rồi 13 này em giao luôn 550 chú anh chị. 550. Rồi, giá yêu thương ha. Rồi. 14 ha. 14. Chiều cao là 70 ha. Hoành là 26 chú anh chị. Rồi. Đây này kéo nhiều hơn chú anh chị. Còn hỏng một số cây ha, số cây này em quay lại em thanh lý luôn chú anh chị. Đây. Nhanh gọn lẹ luôn chú anh chị. 26 hoành. Để đây, để cũng đẹp quá nè. Cành đều luôn, tược 44 hết rồi. Rồi 14 em vô luôn 600 luôn. Đây về 600 của chị. Đó. Rồi, xuống cây luôn. Xả hẹn còn mấy cái cây hồi hỏng. Rẻ vô địch luôn. Rẻ bất ngờ luôn của chị. Chiều cao là 53. Hoành là 20 ha. Rồi. 20 hoành. Tay cành nè, lắc có tay cành trên cũng đều trên ha. Kéo nhựa cây khỏe, tược lên luôn là của chú anh chơi. Cái bề đế dưới này quý vị. Bề đế đặt kẹo ha. Luôn như em. Rồi 15, 600 ngàn luôn. Rồi, giá cũng bất ngờ luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, má 16. 16. Chiều cao là 60. Hoành là 23 ha. Rồi, 23 hoành luôn rồi quý vị. Vừa nè, chú chú vừa dấu cắt mà nó xe là cái dày rồi nè ha. 10 ngày thôi ha. Cái cắt để đầu rễ dưới ha. Có 10 ngày thôi. Đó. Thanh lý của chú anh chị còn 2-3 cây em trộn vô em quay cho chú anh chị mình xem hết cái clip này ủng hộ em ha. Rồi, vô luôn. Còn 16 em vô luôn 400 ngàn luôn. Cây dày có 400. Rồi, xuống cây. Rồi,
Em vô cây mã số 17 ha. Cây này quá rẻ rồi quý vị ơi. Rồi em này whip à. Whip ha. Tù whip còn whip luôn. Chủ vườn đòi để lại mà em không cho em thêm đem miếng tiền luôn. Ông bán luôn ha. Rồi chiều cao là 88 ha chú anh chị. Đó, quay ngồi lát nó quay kỹ này. Cho kỹ ngay đây em ha. Giữ lại đó cho anh cái hàng. Đó, 31 hoành ha. Đây, ngày đó 31. Đó, xuống cổ. Đầu cấn cái củ này xuống cái củ đây, xíu. Ngay đây cái củ này đó, là được 40 ha. Cho 40 đi. 40 cho tròn ha. 40 đi. Đó. 39 40 số nặng đẹp. Đế nè. Đế. Chị nghĩ đế trước đi ha. Còn lát nữa nó cái trong mình đó quý vị nghe. Bắt đầu quay trong mình đó nha. Đây, từng mặt đi nha. Quý vị nghiết từng nách lên nha quý vị. Kéo cái nách nhỏ đây. Không cũng cũng u ha. Kéo từ 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 lên nha quý vị. Đó, đó ha. Nách nào cũng vậy ha. Lên tới cái nách cái đỉnh trên luôn nè. Đó. Cái mặt bên đây ha. Cái xe dài dài của anh kia luôn. Mặt kéo cái cam theo quý vị. Đây ha. Rồi, mặt khác nha quý vị nè. Quá xa quá đất rồi ha. Lục cục. Thường cái nách nào cũng vậy nha quý vị. Tương lai của chú Dê xem kỹ ha. Kéo xa ra chú Dê nghe nè. Đó. Mặt nào cũng vậy ha. Đây. Bể bể tay hết ha chú anh chị. Nó cuốn cuốn luôn ha. Ở dưới đây nó đang lên luôn rồi ha. Đó, nó lên nó kéo hết luôn. Cây này rất là mạnh luôn. Vài năm nữa chắc nó chả cái bít cái mình luôn quá ha. 31 hoành ha chú anh chị. Tay cành đều tứ diện luôn. Cụ 40. Là vậy hàng gần hàng whip, hàng tương lai. Đó. Nó chảy cái bít cái mình luôn. Cũng năn nỉ chủ nhà lắm mới bỏ lại ha. Cây này cho nó lạ quá, bán không biết có làm không. Đó. Sao giá, giá nhiêu em? Rồi 17 này em giao lưu cô chú anh chị em mình 8,5 triệu ha. Rồi. Cứ kỹ cây này giùm em nha chú anh chị. Rồi 8,5 triệu được cây mai whip luôn, xù whip luôn. Đế cũng bự rồi. Cụ đế nãy 40 luôn ha. 40. Để đặt kẹo. Rồi, cây này thì nằm trong chậu ha. Rồi, em nổi không? Cứ chủ nhà thôi. Nó để luôn. Đó, ổng rút chậu ra bán luôn rút hả? Rút chậu rồi ha. Đó. Rất là già ha, phơm tàn rất đẹp nè cô chú anh chị ơi. Cũ hết nói luôn. Chi cành thì đóng thế bonsai ha. Chiều cao là 65 cô chú anh chị ơi, đo tới ngay cũ ha. Cái hoành nè. Hoành này chừng mấy à? Rồi, 28 hoành ha cô chú anh chị. Đó qua kéo qua cái cũ luôn nè. Cũ là đặt cứ nhắc đây luôn nè ha. Đó, đo kiểu đặt thôi ha, chứ không có đo cộng dưới. 48 rồi cô chú anh chị. Đó. Qua sức luôn ha. Đang lấn cũ trên á. Rồi con này thì nó hơi bị trồng phơi quá ha, trong cái chậu nó bị lũa em xử lý keo chứ chú anh chị. Lũa nó lấp già ra cái rễ nhỏ nhỏ, rễ nhỏ ha. Đó ha. Đó. Lên chậu người ta trồng bụi dừa rồi ha cô chú anh chị. Rất cây rất khỏe ha. Này nhìn giống cái đùi vậy ha. Quá sức rồi. Chừng. Đùi đùi ớt à. Rồi giao lưu như đây em. Rồi cây mã số 18 này em giao lưu 4,5 triệu của chú chị. Rồi 4,5 triệu. Đâu chú chị, ngay đây cũng có cái nhánh mà nó bị vận chuyển nó gãy như chú chị. Rồi. Đó. Cây luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. Rồi cây 19. 19 cây này cũng bự à. Rồi. Cũng thông báo chú anh chị mình em luôn là cây này là em mới bị bơm về ha. Ok. Em nói thiệt em mà bán là em bơm về em nói bơm à. Okay. Đó. Cái chị mình đặt hàng mình chốt mình nhận cây giúp nha quý vị. Chiều cao là 68 hay không chú anh chị. Bơm nói bơm. Rồi hoành 30 hoành hay không chú anh chị. Để thức luôn, khỏi rút chỗ khác. Đó. Đây quý vị, 30 đúng luôn đó ha. Đó. Còn kéo nữa mà kéo xuống cái cổ đặt đặt ngay đây đó là 45 luôn ha. Đó, cũng bự lắm nè, mà để đế ra nguyên bề. Ông nào nấy. Đó, bự bự không quý vị. Cái rất là đẹp ha. Đẹp quá ha. Rồi. Đó, rồi cũng tay cành nè. Tay cành đóng cũng đẹp luôn nè. Rồi em cũng hạ nhiệt luôn. Em bán bị bơm giờ em còn lại 2,7 triệu luôn chú chị ơi. Còn 2,7 triệu thôi. Đó. Rồi, cây đẹp. Xuống cây. Không nổi. Ráng em ơi. Cây 20. Một cây trực dách đế chữ A ha chú anh chị. 20 đây. Chiều cao là 49. Hoành là 26 ha. Rồi. Đó, tay cành cũng đều luôn ha. Quá ok. Nách nước rồi nó sần xù hết ha. Sần xùi. Sần xùi vậy đó.
cũng mà già cây hơn chú anh chị. Vì nghe kỹ cái chánh đế này nó để hơi cái màu này là sáng màu nữa nha, do chú nhà đậy ba cái bụi dừa ẩm nung nung đậy bụi dừa thôi chứ đậy bụi dừa nó ẩm chứ không có sao chú già. Đặt kẹo ha. Đó. Chú nhà xử lý bụi dừa nên nó có chuyện mà mũ của mụn dừa đó. Dạ. Không rồi. Sao, về cam rất là nhiều ha. Luôn rồi 20 em giao luôn 7 triệu luôn chú anh chị. Rồi 7 triệu ha. Rồi xuống cây luôn. Dịch đế đặt kẹo ha. Mã 21. Rồi, 21. Nhà vô bụi dừa với ba cái phần trấu. Chiều cao là 59. Rồi. Hoành được 23 luôn chú anh chị. Rồi, 23 hoành. Quá sức bộ đế. Rộng lắc, lắc chữ lắc C tay cành có luôn ha. Rộng lắc chữ C. Nhưng mà về múa múa tay cành cũng rất đẹp của chú anh chị. Đế nha quý vị. Đó, quý vị nghĩ cái dáng với tay cành nó nãy giờ rồi ha. Giờ để đây. Cái bầu em làm kỹ nha quý vị. Cái bầu em làm đơn, chất lượng lắm nha quý chú anh chị. Nhiều. Bầu là 49 luôn ha. Như 5 tấc này phải vô chậu 6 ha. 50. Chậu 6 là ép chậu rồi đó. Còn hở mương bên còn cái vài phân à. Rồi. Rồi 21 làm giao luôn 1.8 luôn chú anh chị. Rồi, 1.8 ha. Rồi, xuống cây luôn. Cảm ơn cô chú anh chị, hôm nay mấy clip kia cũng ủng hộ em thành công ha. Rồi cái mã 22. Rồi, hy vọng clip này quý vị mình tiếp tục ủng hộ ha. Rồi, chiều cao là 72 ha. Quần là 21 rồi cô chú anh chị ơi. Rồi. Đó. Mặt đế là mặt chính ha, nó hơi bị lép chút xíu. À, trên nó cũng bị xù đầu ha em. Đó, mà đổi lại cái cũng được, cái xù xù, nước xù nó ha. Cái này gọi vui chơi là xù đầu mà nó xù trên đầu cái gì nè. Ai, cũng bọn đó mà quý vị. Được cái nước đó. Xù là bông nó đẹp đó, vàng nghệ luôn chú, vàng dữ lắm ha. Xù trên đầu gọi là xù đầu gọi vui nha quý vị. Đế thì mặt tiền. Nói vậy chứ dưới đây cũng có nè, cũng xù ở trong đó. Có nè quý vị. Nắp dấu bò nó ở hết rồi. Có hết rồi kìa. Đó, mặt tiền nằm bên đây là về trồng lại mặt tiền bên đây hả chú chị? Đó. Mặt tiền to lực. Xe qua bên kia luôn. Bên đây nó bị trống rồi. Mặt khẩu nó bị trống rồi. Rồi, giao luôn như đây. Mã 22 làm giao luôn 800 rồi chú chị. Rồi. 21 hoành ha. Được cây xù xù luôn. Rồi, mã số 23. 23 luôn. Chiều cao là 45. Hoành là 26 ha. Rồi, 26 hoành. Tay cành đều luôn, cái cò ngắn luôn ha. Cò bẻ rất là ngắn nha quý vị. Viền cày ha. Đế nè. Đế cũng kính hết trơn đây ha. Rồi, giờ luôn như em. Rồi, 23 này 650 của chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn, 650.000. Bao ship toàn quốc cho quý vị luôn. Mã 21. Đó. Trực nữa nè. Mấy, 24 chứ? 24. Chiều cao là 80. Rồi. Này, em đo hai vị trí thôi chú anh chị. Rồi, đo ở trên. Đây đi. Đây là 26 dư rồi ha. Trên 26 dư một xíu. Đó. Ngay cái đây, đặt đặt của nó là được 35 dư luôn nè chú anh chị. Này, nó cứ vậy đi. 26 hoành thôi. Nó cũng sắn sắn ha. Rất là già ha. Nhìn cái màu sắc cây là biết rồi. Cái nhà nó trồng 5 năm có hơn ha. Tay cành rất là lực lưỡng. Đây. Rồi, giao luôn như đem. 24 năm giao luôn, 1.7 triệu chưa? Rồi, 1.7 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Quá mạnh ha. Cây 25. Rồi, số 25. Này, cái đọt cũng hơi nghiêng nghiêng á, em cũng chim bên kia. Chim bên kia đi ha. Đó. Tạm tạm vậy đi ha. Thôi, chú trồng vườn lại. Cho chiều cao là 70. Rồi, vô cái hoành luôn. 27 dư. Rồi. Tính của chú mình 27 thôi. Đó, cái 27 củ, hoành. Cái củ cũng đẹp lắm nha chú anh chị. Củ 36 ha. Củ 36. Đó. Mập mập ha. Rồi, vô luôn như đem. 25 em vô luôn, 1.7 triệu. Rồi, 1.7 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Cây mã số 26. 6. Chiều cao là 60. Mình là 26 của chú anh chị. Rồi, 26 mình thấy có dư luôn rồi quý vị. À. 26 là chắc cú luôn. À, tay cành này quý vị. Rồi mình xuống đế luôn ha. Rồi
Rồi, giao lưu như đêm. Rồi, máy 26 nè, em giao lưu vào 1 triệu 8 ha. Rồi, 1 triệu 8. Rồi, xuống cây luôn. Ôi, nặng, có cái dắp cái đó. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 27. Chiều cao là 42. Hoành là 23 nha. Rồi, cây xây luôn. Rồi, xuống đến cái quý vị. Để phân bố cũng tứ diện ở trên này ha. Rồi 27 nè, em vô lưu 700. Rồi, xuống cây luôn, 700 ngàn. 28 luôn. À, 28. 8 quý vị. Chiều cao là 45. Quanh là 24 ha. Rồi, 24 quanh. Trực đế bắp ha. Rồi, bự bự không? Em nữa này. Thân thì nắp mắt che trúc tre trúc u u nặng nặng trong mình ha. Rồi giao lưu nha em, giao lưu của chú chị em mình cây 28 500 luôn. Rồi 500. Rồi xuống cây luôn, cây 29 chỉnh luôn để sổ dài luôn. Chiều cao là 45, hoành là 20 ha. Rồi xây luôn. 20 hoành luôn của chú chị em thanh lý ha. Rồi để đây. Rồi, má 29 em giao lưu 500. Rồi, giá yêu thương luôn. Rồi, má 30 là má cuối clip ha. Chiều cao là 46. Hoành là 22 của chú chị. Rồi, xe xây luôn. Đó, 30 hoành. Ủa, ba má 30 cuối clip chứ. 26 hoành. Rồi, để luôn nha quý vị. Đó, để cộng cũng bự ha. Để lực không nè. Giao lưu như em. Rồi, 30 này em giao lưu 500. Rồi 500 ha. Cũng cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em mấy clip trước ha. Cảm ơn cô chú anh chị em rất nhiều. Chúc cô chú anh chị em có ngày mới vui vẻ ha. Tràn đầy năng lượng ha. Cảm ơn cô chú anh chị em rất nhiều ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị tiếp sau.